Xin chào và các bạn, mình là Nemu của net Gamer Channel. Thì tiếp tục với cái series mà BKS mắc bên server chung thì mình đang ở cái ạc phụ bên server 626 nè. Thì server này có thanh niên kia là 200 triệu lượt chiến đó. Rồi ok, mình đánh thôi. Ai già mới có 100 điểm mà, 100 điểm sợ đậu phộng khó kiếm được người lắm á. Ô, bên server này đông dân chơi quá vậy cho nên là vẫn có nhiều người đánh. Ok, lấy vai tứ môn nó gớm thật sự nha, mình đánh sao. Kim đại ca đậu phộng lục môn đó, nó đỡ đòn ảo lắm á. Dù mà búp đọc chiêu rồi kia đỡ đòn rất là ảo luôn. Rồi mình đánh sao. Kè này về cơ bản là Nemlet sẽ nhỉnh hơn Ly một tí. Tại do Nemlet thì nếu mà nói sao ta, nó đẩy đi được. Chiếc kèo này đốt máu là hai con cũng đốt như nhau. Nemlet có chống cự thì con Ly có kháng sát thương. Hai cái nó gần như bằng nhau mà con kia đẩy đi được. Và nó xa được Hamaru. Kè này có thể chơi được nha, có thể này có thể chơi được. Có con hai đinh xiên nè, con kinh độc chiêu mà ra cái con kinh độc chiêu mà ra câm lặng cũng ngon nè. Kèo này đánh được. Cái chết mình quên mở tiếng, sorry. Khá. Trời. Ôi. Orihime-sama. Giảm nộ mình là chắc rồi, nhìn kiểu này biết có giảm nộ rồi. Không có. Không có giảm nộ. Bây giờ giết Kasumi thì mình sẽ bị ấy. Phải giết thôi, không giết cũng vậy à. Đẩy cái này đi. Không, nhồi vô đây không. Cái này không nộ, cái đó cũng toan nữa. Úi trời ơi, mẹ nó đấm tôi. Ô, này ngu kìa. Con này còn có xíu máu mà vẫn nộ kìa. Mẹ ngáo thật sự luôn. Mà nói sao ta, cái này vẫn hơn mình mà, vẫn hơn. Tao sẽ chém con thấp máu nhất. Pasa đấm. Ôi. Thấy Pasa chưa? Ôi mẹ Pasa kìa. Thấy sợ Pasa không? Sợ vãi chưởng luôn á. Chứ con kèo này sao ta, hai con này được nhưng mà mình lại không có tăng. Em có tăng. Thấy Pasa chưa? Vậy đó lý do tại sao mà mình nói là Pasa là phải gọi là the best ở trong chế độ mà SMax luôn. Gần như là bất tử nha, gần như 90% là cầm Pasa là gần như không thua. Chỉ trừ khi mà Pasa xui nè, bị CC liên tục nè, không tuyệt kỹ, không độc chiêu nhiều á thì kèo đó mới thua. Chứ còn Pasa mà độc chiêu nè, độc chiêu nó có gây chảy máu, có choáng nè, rồi có giảm nộ nè, chưa kể còn lên độ nhanh nữa, mỗi một cái tuyệt kỹ Pasa đậu cũng nó hồi 2-3 triệu máu. Pasa này á là nó không có tỷ lệ đỡ đòn cao nhưng mà kháng sát thương của nó cực kỳ cao. Bởi vì dùng những cái con nào mà giảm thủ rồi kia hoặc đốt máu thì Pasa mới sợ là tại vì đốt máu á. Đốt máu kiểu Nemlet lên nó gì là đốt theo phần trăm máu chứ không phải là đốt theo cái công hay cái đam gì á. Bởi cho nên là Pasa rất là sợ đốt máu kiểu đó. Chứ còn bán sát thương bình thường ui nhầm nho gì. Chị nói chị không sợ luôn á, chị không sợ. Thật sự Pasa nó không có ngán ba cái sát thương mà đánh tay vô. Còn Mai hả? Kè này là kiểu như sao ta? Về cơ bản thì team nó sẽ đẹp hơn mình một xíu thôi. Mình thì kiểu như team nó công thủ được nhiều hơn. Rùa, con Pasa này cũng rùa. Kasumi để ra sao đi. Kasumi để ra sao để giảm nộ. Hai con vậy không có đọc chiêu. Đục. À, thiệt. À, giờ con Zero nó giết người xong nó được giải hiệu ứng. Mai đến sao Mai có nộ cho ta? Nếu mà pha này Mai có nộ là mình toan á. Nếu con Mai có nộ nha. Nếu con Mai có nộ pha này mình toan. Có luôn. Ôi ôi, vừa đủ đam chết. Vãi chưởng người con Mai đánh sao? Đánh sao mà một đồng chưa đủ nộ luôn hả? Ôi, một đồng chưa đủ nộ luôn. Lần này cũng gà. Đúng ra nó nên pha đó là nó nộ con Zero. Nó để con Zero ở trên thì là ngon rồi. Yeah. Đồ ôi đi siêu vậy. Ôi mẹ, đam gì yếu siêu vậy. Vãi cái cháy đam. Ôi xinh. Đồ quá giảm độ ngu nữa. Giảm độ ngu nữa. Thật sự phải đó không nên nhử á, tại vì con Mai lên nổ nhanh lắm, mình mà nhử mình dễ toan. À không nhử. Ui mẹ đam, bãi cái đam kìa. Bãi cái nồi đam kìa. Cái này phải nổ thôi. Ôi phải giết nó. Chứ mình cầm vá xa mà nó giết con Kasumi là nó bị giảm nộ rồi. Đó. Nó giết con này nó sẽ bị giảm nộ. Người thân phải đỡ đòn rất là cao luôn mà nó còn không đỡ nổi. Do bác sao bỏ qua đỡ đòn. Ui mẹ mày vẫn đỡ kìa. Úi trời nó đỡ kìa. Ghê chưa. Phải cái đỡ. Đỡ ảo cháy thiệt. Fight. Giờ Pasa còn đứng đây, không có con nào đốt máu tim bạn win bằng mắt. Pasa một cái tuyệt kỹ ơi, nó hồi lại cả 3-4 triệu máu. Trong khi cả nguyên một đám đánh nha, nếu mà con Pasa không đỡ đòn hoặc là bị dính chí mạng là chừng khoảng là 2-3 triệu. Nó tuyệt kỹ một cái nó hồi lại full cây, chơi bờ gì nữa. Chơi bờ gì. À mình đánh trước. Ainit. Có lông hổ không? À không có. Mẹ kèo này không có sáng thế gì luôn. Gấu một con, rắn một con, hổ một con. Chả có sáng thế vậy luôn. Sáng thế tử hồn. À cầm con kia. Con dị, ca phẩy, Ukyo. Kèo này... một rắn, 2 con rắn, một hổ, 2 hổ, 2 con hổ, một gấu, 2 gấu, một con rùa. Vãi chưởng thiệt, hài cốt vậy, hài cốt ghê, hài cốt, mỗi một con, mỗi một thứ. Chú hồn, đó ngon. Dạ em này có độc chiêu hút nộ đồ ha. Trời ơi. Chính xác. Chống cự. Ôi mẹ, không có chống cự gì luôn. Đỡ đâu, đỡ đâu. Ôi mẹ, mày không đỡ chết luôn. Không đỡ là chết luôn. Đâu không. Không đỡ chết luôn. Đẩy Ramon lên. À, để vậy luôn hả? Đánh tiếp một tên này nữa không? Được không? Sợ lên nhiều độc chiêu á. Mình sợ lên nhiều độc chiêu. Thôi kèo này không nên đâu. Kèo này không nên. Hơi nguy hiểm. Ui má, biết vậy nhữ ha. Ai ngờ nó lại không có nhiều độc chiêu đâu. Biết được thì đã giàu đúng không? Biết được thì đã giàu rồi. Biết được thì còn nói gì nữa. Xạ nè. Biết được thì đã giàu. Kè đó nếu mà nhử thì cũng hơi liều lĩnh, hơi liều. Ê, còn con chip mà đọc chiêu mà lên nó lên chí mạng là mình toan á, lên chí mạng mình toan. Vì đồng ý là con ô thằng này nó gà, lúc đó phải nổ con nít trước, nó phá cái điện của con Benny. Nó phá điện của con Benny xong Benny nó cháy liền, đó. Nó gà. Mỏi rồi. À bên này không có voi vậy. Số khó khăn. Ui còn hồi sinh nữa. Thua hả? Cái này 90% là thua rồi. Nó còn được tăng, mình hết mẹ tăng rồi. Ôi ôi mẹ, bây giờ con kia đọc chiêu đánh một hàng vô nữa con KT chết luôn. Đó. Đó, cái này nhìn là biết thua rồi. Nhìn là biết thua rồi, còn chơi bời gì nữa mẹ, còn hồi sinh nữa. Còn không có đọc chiêu nữa con Ukyo. Bây giờ sẽ chém con kia, sẽ chém con Gunit. Mẹ nó. Thiệt luôn. Ôi rồi. Đúng là game bắt thua. Đúng game bắt thua. Mình có một con tăng là con KT mà đúng không? Mình có một con tăng là mình còn con nào tăng nữa không? À con Kula, con Benny, con Ainit, Ukyo. Có còn con nào tăng nữa ta? À Ramon, kèo đó là mình để con nào tăng lúc đầu ha, mình nó để con Rio nè. Mình đánh sao? Đánh sao? Con Kula nó không đỡ đòn thì còn đỡ. Đỡ đòn thì còn chịu qua được pha đó. Mình đánh sao? Ôi. Cái này lợt rồi. Hệ cầm Hamaru mình không có Nemlet, không có Lin. Hai con đó mới có thể là có cửa giết được con Hamaru. Chứ kể nó còn cầm thêm con Maki nữa mà để bảo hiểm nữa là nó sẽ không thua. Như bảo hiểm là không thua đó. Khó rồi. Cái này trừ khi con Athena này khôn á, lên nội tại liên tục, phải lên ngay con Hamaru kìa. Lên ngay con Hamaru không tùy kỹ được á, thì mình mới có cửa. Mới vô đọc chiêu kiểu này chơi bời nữa. sẽ nổ á. Để kiểu vậy nó có con Maki mà đâu sợ thua đâu, sẽ nổ 90% mà nổ luôn. À không rồi. À chắc pha này để cho Hamaru ăn nộ á, nhìn là biết rồi nè. Đầu chiêu có chết hai con. Không nhưng mà vẫn chết mà. Vẫn chết chứ. Đốt máu cái này con nào chịu nổi mà không chết. Đúng không? Ôi. Bảo trì hả? Ôi bảo trì rồi, vậy coi như game này cái video này toan rồi. Này mình bấm vô nó bảo trì á. Bảo trì rồi. Đó, ok. Thì coi như là cái video là mình làm tới đây thôi nha các bạn ơi. Chúc các bạn kiểu như chúc các bạn vui vẻ nha. Đó, nó bảo trì nó bắt mình nhăn ra rồi. Ok thì video mình đánh PK mình sẽ coi chung chế độ SMax tới đây kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì cho mình một comment, một like, share, một đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.